Hello, xin chào tất cả các em đã quay trở lại với kênh Yop Game Online. Và hôm nay cậu Hoàng sẽ giới thiệu anh em một con game bắn súng có tên gọi là World War II Battle Combat, một con game về Thế chiến thứ hai. Ở đây thì game đang hướng dẫn về mình về phần training và mình sẽ bắt đầu vào phần training nha. Vì đây là một con game bắn súng nên chúng ta có những cái thao tác. Đây, chúng ta sẽ có analog này, mình sẽ thiết lập phím analog nhé. Mình sẽ ở đây thì mình đang chơi bằng giả lập nên là nó sẽ không được chuẩn chỉ lắm. Rồi, đây chúng ta sẽ có các động tác này. Ồ, tự động chiến đấu luôn. Đấy, chúng ta có thể đổi súng bắn này. Về đồ họa thì con game đồ họa này mình thấy là ném lựu đạn này, đồ họa nó cũng không quá là gọi là xuất sắc em nhé. Nhưng mà nếu mà nói về mặt bối cảnh Thế chiến thứ hai thì có thể rất là nhiều anh em sẽ thích. Đây chúng ta, có cả súng bắn tăng này. Đó, ok. Rồi, một cái hướng dẫn điều khiển khá là đơn giản và cũng rất dễ hiểu của dòng game bắn súng góc nhìn thứ nhất. Đó, chúng ta có hệ thống vũ khí này, toàn là những cái vũ khí từ Thế chiến thứ hai thôi và các bạn phải nâng cấp vũ khí của mình lên. Còn đây là những cái phụ kiện đi kèm như medkit này, hồi máu này, lựu đạn này. Rồi có cả cái clean check này, như kiểu để gọi mấy cái thả bom cái thứ này nọ ấy, để hỗ trợ ấy. Gọi radio thả bom đến khu vực ấy, như kiểu anh em hay chơi game COD là biết rồi ấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào chiến đấu nhá. Thi đấu theo dạng PvP, nói chung là nó là mình anh em có thể coi như đây là con game Call of Duty. Đấy. Mang phong cách Thế chiến thứ hai này. Đấy, cái thiết kế map nó cũng kiểu theo đúng kiểu là Call of Duty luôn. Chúng ta sẽ có hai phe, hai bên. Cái này thì mình nghĩ là anh em chơi bằng điện thoại sẽ linh hoạt nhất. Được cái là game này nó có cái chế độ là tự động bắn, hoặc một là các bạn bắn tay hay là tự động bắn. Đấy, nó tự động đổi súng luôn khi cần thiết. Đấy, chúng ta sẽ phải thay đạn. Các bạn tự bắn được nha. À, có nút ngắm này. À, không tự bắn được. Nó sẽ tự bắn. À, nó không không phải là không tự điều khiển được hay sao? Không biết có phần setting không. Tức là đây có nút ngắm này, nút hồi máu này. Các bạn giết nhiều thì các bạn sẽ có cái có thể gọi được cái hỗ trợ này, nó bắn tính điểm. Đây là bắn tính điểm, chia hai phe bắn tính điểm ra. Đấy, các bạn có một cái mini map ở trên bản đồ ở phía trên góc trên. Mình sang tận cả nhà địch rồi anh em ạ. Sang cả tận cả nhà địch luôn. Chúng ta có nút ngồi này. Thay đạn à. Đạn này như ở không hết. À, có băng đạn. Nó sẽ có hết đạn. Để ném thử lựu đạn. Headshot luôn. Đấy, mình có thể hồi máu này. Dùng cái băng đết hồi máu này. Ngay trong trận đấu. Hoặc là hình như nó tự hồi ấy. Đây, mình sẽ dùng các ai à, có đưa bắn mình. Đây, thử gọi này, gọi radar. Ôi chết rồi. Chung là chơi cũng được. Khá là hay nếu bạn nào mà thích kiểu chiến tranh thế giới thứ hai. Được cái là game nó cũng khá là dễ chơi vì nó hỗ trợ cái tự động bắn ấy. Đấy, kể khi hết đạn thì nó sẽ tự động đổi súng cho mình luôn. Rất là cơ động luôn. Mình còn máu này, thanh máu ngay dưới thanh man thanh bản đồ nhá. Máu và giáp. Mình đang giáp không. Bắn đến bao giờ nhỉ? Có thời gian đấy, không biết tính mắc điểm hay không. Đấy, có ném lựu đạn này. Ôi, ném smoke. Đấy. Đạn.
địch nó sống lại, nó có mấy giây nó sống lại. Các bạn bắn vào đầu thì nó sẽ hồi máu. Cái này là kiểu đây, cái bản đầu này nó dễ thôi, như kiểu boss ấy. Ôi. Đấy, có thể cầm dao này, cầm dao chém này. Đó, anh em thấy không? Hết đạn thì cầm dao chém. Cái này cứ bắn thôi thì phải, hết thời gian thì tính điểm xem đội nào cao hơn thì đội thắng thì phải. Cũng không phải là kiểu mắc điểm. À, thế địch rồi. Được cái là nó có auto thì khá là dễ chơi. Này chắc chắn là sẽ có rất là nhiều khẩu súng khác nhau kiểu sniper này nọ rồi. Đang bắn thằng kia, có thằng khác nó nhảy vào nó bắn. Cái này nó tự động ấy, đôi khi là nó sẽ tự động ném bom luôn ấy. Mình không căn được, phải cần rất là cẩn thận, ném nhầm đồng đội. Đây, có nút ngồi này. Rồi có nút nhảy. Ăn máu. Sắp chết rồi. Có nút gọi cái gì đây? Gọi máy bay à? Hỗ trợ. Rồi, thắng rồi. Mình chưa biết đây là chế độ gì, chắc là deathmatch, kiểu deathmatch tính điểm. Đồ họa thì dạng vừa tầm trung thôi, cũng không phải xịn sò gì. Đây, các bạn này nâng cấp súng này hoặc là đổi súng. Mình thấy có các cái khẩu súng shotgun này, sniper này. Đó, chúng ta có những K98 này. Cái này thì anh em sẽ rất là nhiều anh em biết rồi. Khủng nhất là K98 Elite với cả SVT 40 Elite. Súng tỉa, súng trường. Shotgun. Đấy, rất là nhiều loại vũ khí khác nhau để anh em lựa chọn. Ở đây các bạn hãy nâng cấp vũ khí này. Một số vũ khí nó sẽ mở theo cái level của các bạn nhé. Rồi lắp các cái phụ kiện vào này. Đó, anh em thể lắp phụ kiện vào ống ngắm này. Đó, level 5 sẽ mở. Đó, chúng ta có những cái phụ kiện hỗ trợ như này. Chế độ chơi thì... đây, chúng ta sẽ có các chế độ chơi như kiểu... Team Deathmatch này. Chiếm điểm này. Đấu giao này. Free form là bắn tự do này. Arm Race. Chứ là thi đấu ngắm điểm à. Rồi thi ném bom nữa. Đấy, chúng ta có chế độ như này. Hiện tại thì những chế độ này nó sẽ mở theo cấp độ của bạn nhá. Hiện tại thì mình level thấp nên là chưa mở ra các chế độ khác, mà chỉ có team deathmatch thôi, hoặc là các bạn để chọn random. Đó, mình sẽ bắn thêm một trận nữa nhá. Nhìn chung thì chơi cũng được, thao tác điều khiển khá là dễ hiểu, đồ họa nó không phải là dạng xuất sắc quá thôi. Chia hai bên bắn đây, các bạn để kích vào đây, bắn 5v5. Map này khá là rộng nha. Ôi, được quả hai shot này anh em nha. À. Hồi máu đã anh em ơi. Đấy, có cái băng đét hồi máu. Khá là dễ bắn bởi vì là có auto hỗ trợ ấy. Các bạn chỉ cần việc canh vào đầu thôi. À, mình quên mất xem là cái nút gọi là cái phần chỉnh nút của con game này. Đợi tí nữa xong ván này nhá. Chắc anh nhiều anh em quan tâm bởi vì bắn trên di động thì các bạn sẽ tùy chỉnh cái, sẽ cần một cái phần gọi là tùy chỉnh cái nút bắn ấy, thao tác ấy. Đây. Setting này. Các bạn có thể tùy chỉnh một số cái về phần điều khiển. Đấy. À, nói chung là cũng có cho anh em tùy chỉnh khá là nhiều về phần các vị trí nút bắn nhá, phím bấm để bắn ấy.
Đấy, cũng khá là ok, rồi tốc độ xoay chuột này nọ thì game khá là đầy đủ. Mặt đau nhỉ. Lên anh em. Ôi, vào tận hang ổ phe địch này chơi bời đi. Vào tận nhà địch luôn anh em nhá. Vào mình không khuyến khích bởi vì là địch nó sẽ có mấy giây bất tử ấy. Đấy, chết rồi. Mấy cái gọi cái này để soi à, gọi cái hỗ trợ đấy, cái này cả kiểu radar này. Tiếng súng nó nghe nó cứ hơi hiền nhỉ, mà chắc là súng của chiến tranh thế giới thứ hai nó như vậy thôi. Máu mà tôi sắp hết đạn rồi. Mình giết nhiều mạng phết đấy chứ. 19 mạng rồi. Bắn khá là dễ. Mình nghĩ là đây là do mấy cái trận ban đầu thôi. Chưa nhiều người pro lắm hoặc là toàn là bot. Nên khá là dễ, sau này mới khó hơn. Chung là chơi để anh em chơi giết thời gian giải trí cũng được. Nó cũng không phải là dạng bom tấn gì cả. Và mình nghĩ là cấu hình game này nó cũng không quá là nặng. Mình nghĩ vậy thôi. Vì mình đang chơi bằng giả lập, nó khá là mượt. Giây nữa. Bạn bắn bắt đầu thì nó sẽ sát thương nhiều hơn. Chúng tôi hết đạn rồi anh em ạ. À, còn 5 giây. Đấy, xong rồi. Đấy thì mình cũng giới thiệu nhanh thôi cho anh em về cái con game bắn súng góc nhìn thứ nhất có tên gọi là World War II Battle Combat. Anh em nào muốn chơi game này thì mình sẽ để một đường link để anh em tải game và chơi thử nhá. Cảm nhận của mình thì đồ họa thuộc dạng tầm trung thôi. Cách chơi thì anh em giết thời gian giải trí cũng được, cũng không phải là quá có gì quá xuất sắc cả. Đó, nếu anh em muốn chơi game thì có thể tải game và chơi thử nhá. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ giúp mình. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những tựa game tiếp theo. Bye bye.